Rồi, mời đại chúng chúng ta ngồi thật là ngay ngắn, thật là thoải mái và trở về với hơi thở của mình. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông trước khi chúng ta chia sẻ về pháp thoại chi hôm nay. Sáng hôm nay thì chúng ta đã có nói đến những cái tính chất đặc biệt và những cái khả năng ưu việt của cái chất liệu căn bản trong vũ trụ, trong hành tinh chúng ta đang cư trú, và đặc biệt là trong con người của chúng ta. Và đó là lý do, một trong những lý do tại sao chúng ta lại sử dụng cái chất liệu để làm thanh lọc, để tẩy tịnh trong cái phần thân của chúng ta, là chúng ta chọn cái chất lỏng. Thì một cái phần nữa chúng ta thấy là cái chất lỏng nó, thứ nhất là nó là cái yếu tố chiếm cái tỷ lệ không những là đã quá nhiều trong cơ thể mình, mà nó lại là chiếm cái tỷ lệ quá nhiều trong cái não bộ của mình, tức là bộ chỉ huy tối cao của chúng ta. Mà đứng trên cái nguyên tắc của bốn tầng năng lượng và bốn cái thể chất căn bản của vũ trụ, thì nó lại nằm là cái trung gian giữa cái phần thô và phần tế, giữa cái giới hạn và cái không giới hạn. Thành ra chúng ta vừa dùng nó để chuyển hóa cái tầm thấp hơn, nhưng mà ngược lại chính nó cũng là cái trung gian để làm cho nó thăng hoa lên. Và như chúng ta nói là gì? Tức là bởi vì nó nằm cái giới hạn, tức là nó nằm ở cái biên giới giữa cái phần thô và phần tế, phần nặng và phần nhẹ. Thành ra cái ưu điểm đó nó sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa hết tất cả những cái bế tắc về phần thô của mình, để nó thăng hoa lên thành ra cái phần vi tế nhẹ nhàng. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy trong tất cả các nền văn hóa từ xưa tới nay, từ Á sang Âu, thì người ta đều sử dụng cái nước để làm cái môi trường tẩy tịnh từ bên ngoài cho tới bên trong, ngay cả trong những cái nghi thức về tôn giáo cũng vậy. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý đó, thì chúng ta thấy cái quá trình tẩy tịnh của mình và cái quá trình chuyển hóa của mình, chúng ta áp dụng cái nước này từ những cái ngày đầu cho đến ngày cuối. Và trong cái chất lỏng này thì chúng ta lại áp dụng thêm cái nguyên lý ở cái tầng thứ hai của nó, tức là cái tính chất hóa học. Tính chất hóa học là những phản ứng sinh hóa mà nó có thể tác động. Cái tác động thứ nhất ở đây là nó sẽ tẩy rửa, tức là nó sẽ tẩy rửa. Thì cái chuyện đó là chúng ta làm ở cái phần thô, cái tác dụng của sinh hóa mà chúng ta dùng để tẩy rửa. Lấy ví dụ như cái chất chua thì nó tẩy chất nhầy, rồi cái chất đắng để nó làm giãn nở, rồi cái chất mặn đó để nó cũng làm tan những chất dịch nhầy, vân vân. Tức là chúng ta dùng những cái chất liệu, kể cả trong cái củ dền, củ cần, củ cải, tức là cái vị nồng để nó tẩy rửa cái hệ hô hấp, vân vân. Thì chúng ta sử dụng cái dược tính của nó, cái phản ứng hóa học của nó, để chúng ta tẩy rửa cái phần thân thô đã đành. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta còn có cái mục tiêu nữa là gì? Tại sao chúng ta không nấu chín?
Tại vì khi chúng ta nấu chín là chúng ta làm nó chết đi và nó đã bị biến thể. Trong khi chúng ta còn sử dụng nó tươi, nó sống như vậy, tức là chúng ta muốn lấy cái nguyên liệu của nó còn chân nguyên, phải không? Còn rất là trung thực với cái năng lượng của vũ trụ, và đồng thời nó cũng mang cái tính chất là nó còn nguyên vẹn. Thành ra từ đó nó mới chuyển hóa lại được hết tất cả những cái rối loạn trong sinh lý của mình. Tức là từ đó nó mới chuyển hóa lại tất cả những cái rối loạn trong các cái dịch sinh lý của mình. Và từ đó thì nó lại chuyển hóa ngược. Giờ nãy chúng tôi nói quý vị á, tức là nó là cái chất liệu trung gian giữa phần thô và phần tết. Từ cái giới hạn và cái không giới hạn, thành ra từ cái chuyển hóa, cái tầng thanh thứ nhất là nó tẩy rửa những cái chất cặn bẩn dơ giấy của mình rồi. Rồi nếu như chúng ta sử dụng đúng, là chúng ta lấy những cái chất liệu còn tươi như vậy. Và thậm chí như khi chúng ta sử dụng là chúng ta cũng sử dụng một cách rất là nguyên vẹn, không bỏ cái phần gì hết cả. Tức là toàn bộ chúng ta ứng dụng trên cái nguyên lý vận hành của vũ trụ là cái sự thống nhất, cái sự hoàn nguyên và cái sự đồng bộ. Thì những cái đó nó sẽ giúp chuyển hóa lại những cái dịch sinh lý, nội tiết tố trong con người chúng ta. Và từ đó thì nó sẽ lại bắt đầu thăng hoa lên tầng thứ ba, tức là nó đi vào và chuyển hóa cái hệ thần kinh, não bộ hay là cái tâm lý của chúng ta. Đó, thì đó là những cái tác dụng mà chúng ta ứng dụng cái nguyên lý của nó trong cái quá trình tẩy trần của mình. Thì để tóm tắt lại các cái công năng của nước, thì chúng tôi thưa với đại chúng là chúng ta chỉ nhớ rằng tất cả các pháp nó đều có hai mặt. Tất cả các pháp nó đều có hai mặt. Thành ra khi mà nó càng có lợi bao nhiêu thì chúng ta sử dụng không đúng nó càng có hại bấy nhiêu. Như ngày hôm qua thì chúng ta nói đến những cái chất dinh dưỡng, những cái thức ăn mình ăn. Ngày hôm nay mình sẽ nói đến cái chất liệu căn bản tạo nên con người mình. Và vì nó lại có những cái tính năng quá đặc biệt, thành ra khi mà chúng ta sử dụng nó không đúng thì nó cũng rất là nguy hiểm. Và một trong những cái nguy hiểm đó là chúng ta thấy rằng cái cấu trúc của nó sẽ bị phá vỡ khi mà chúng ta sử dụng nước ở cái hệ thống đường ống mới với cái điều kiện đời sống ngày nay rất là tiện nghi. Thì như vậy chúng ta phải cẩn thận hạn chế cái việc sử dụng này, là chúng ta phải có cái phương pháp chuyển hóa. Thì cái phương pháp chuyển hóa mà chúng tôi thường sử dụng đơn giản là chúng ta sử dụng một cái container bình chứa khoảng chừng 10 đến 20 lít, tức là từ 10 gallon trở lên là được rồi, đủ sử dụng cho một gia đình 3-4 người hay là 5-7 người. Là nếu như chúng ta thay mỗi 2-3 ngày, thì khi chúng ta lấy cái nước trong vòi ra, chúng ta để trong cái bình chứa đó, thì cái bình chứa đó thứ nhất là nó phải có cái chất liệu càng gần với thiên nhiên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tức là nó có thể là bằng gốm, bằng sứ, bằng thủy tinh đó. Nếu như mà chúng ta không có những cái chất liệu như vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái chất liệu hóa tổng hợp, tức là hiện đại nhưng mà nó ít nguy hiểm hơn, tức là chúng ta sử dụng những cái bình plastic mà phải là plastic tổng hợp thật là dày, hay là những cái đồ bằng kim loại phải là hợp kim chứ không có sử dụng đơn chất. Thì đó là cái container. Rồi khi chúng ta lấy nó ra thì chúng ta để nó khoảng từ 24 cho tới 72 tiếng, tức là trọn vẹn từ 1 ngày 1 đêm là tối thiểu cho tới 3 ngày 3 đêm, để cho tất cả những cái khí độc, tức là những cái khí mà người ta dùng để lọc nước, để sát trùng. Thì những cái chất khí mà được thêm vào trong nước để sát trùng đó, thì vào ban đêm, khi cái thời tiết mà nó âm, cái từ trường nó âm, thì nó sẽ giúp cho những cái khí đó nó thoát ra nhiều hơn. Rồi những cái cặn bẩn thì nó cũng có cơ hội để nó lắng xuống, và những cái phân tử mà nó bị nhỏ hẹp lại, bị bế tắc lại, thì nó cũng có cơ hội để nó thư giãn ra, nó nới rộng ra trở lại. Thì đó là cái cách xử lý thứ nhất.
Cách xử lý thứ hai là mình có thể là mình để ở ngoài cái chỗ nào có nắng ha, mình để ngay cửa sổ cho nắng nó chiếu qua thì nó cũng lấy cái năng lượng của mặt trời, nó lấy cái năng lượng dương của vũ trụ để nó vừa giải hết tất cả những cái khí âm, đồng thời với cái năng lượng thêm vào thì nó cũng sẽ làm giãn nở ra tất cả những cái phân tử bị bỏ hạt. Và như vậy thì chúng ta tiết kiệm, khi mà chúng ta đun nước thì nó cũng sẽ không mất cái năng lượng nhiều để làm cái việc mà chuyển hóa ngược lại các cái phân tử nước đó. Còn dĩ nhiên cái cách thứ ba là cái cách ông bà mình thường sử dụng ngày xưa, tức là chúng ta đun nước lên cho nó sôi để rồi những cái con vi trùng gây bệnh nó được tiêu diệt, những cái khí độc nó được thải ra, những cái cặn bẩn nó được kết tủa lại, và sau đó thì ông bà mình sẽ lọc qua miếng vải và miếng bông gòn. Thì đó là cái ứng dụng thứ nhất trên cái mặt trái của cái cấu tạo của nước trong cái điều kiện sống hiện đại ngày nay. Cái điều thứ hai là chúng ta cố gắng hạn chế tối đa hay là không sử dụng cái microwave ở bên ngoài công sở, thì có khi bất đắc dĩ mình phải sử dụng nếu như mình làm biếng nấu thức ăn ha, mà mình đem thức ăn lạnh đi thì mình phải hâm, nhưng mà ở nhà mình thì mình không nên sử dụng ha, tại vì lò chảo xoong quánh tất cả những cái phương tiện ở nhà mình thì nó đầy đủ, nó kế một bên. Nếu như mình muốn thay cái microwave này bằng những cái nhanh hơn thì mình cũng có thể là sử dụng cái lò hấp. À, cái lò hấp giống như lò hấp sữa của các em bé gì đó thì nó chậm hơn microwave một tí xíu, nhưng mà nó đỡ phải mất công là mình đổ qua nồi qua chảo mình phải rửa vân vân. Nhưng mà cái cách mà tốt nhất không phải để phòng ngừa cái tác dụng phụ độc chất của cái sóng điện từ này, mà khi mà chúng ta nấu thức ăn, khi chúng ta nấu thức ăn mà chúng ta nấu tới nấu lui á, thì cái ảnh hưởng cụ thể nhất tức là chúng ta mất đi cái năng lượng sống. Chúng ta mất đi cái năng lượng sống là cái rất cần thiết cho con người chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta tránh được hết tất cả những cái bệnh mà do những cái chất calcium, những cái mineral nó bị thoái hóa khi chúng ta hâm nhiều lần. Cái thứ ba nữa là nó sẽ còn được cái chất dinh dưỡng. Nó sẽ còn được cái chất dinh dưỡng nhiều hơn mà nó không biến thành những cái chất độc. Khi mà chúng ta càng nấu nhiều lần bao nhiêu thì cái phản ứng hóa học nó càng xảy ra nhiều bấy nhiêu. Và cái cuối cùng, không phải là cái duy nhất, cái cực kỳ vi tế, thì cái này có lẽ là ngày mai hay ngày mốt chúng tôi sẽ nói tới, tức là cái sử dụng năng lượng của vũ trụ, cái vay và trả. Mình đã làm hao tốn, mình đã vay quá nhiều năng lượng mà mình lại lãng phí mà mình không biết. Thì mỗi lần mà mình nấu, mình hâm là mình đã sử dụng năng lượng. Rồi khi mà mình tưởng là mình tiết kiệm cái thời gian, tiết kiệm năng lượng khi mình nấu một lần, nhưng mà thực ra nó không có tiết kiệm tí nào cả. Đó, thì cái cách mà đối trị với nó thì chẳng hạn như tất cả những cái thức ăn mặn thì mình có thể làm khô, mình để được 1-2 ngày. Và dĩ nhiên thức ăn mặn thì nó sẽ không có dễ hư, nó không có dễ hư. Thành ra chúng ta có thể làm 1 ngày, chúng ta ăn 2 ngày được. Còn đối với những cái thức ăn rau quả thì mình có thể chuẩn bị trước bằng cách là mình sẽ rửa sạch sẽ hết, sau đó là mình để cho nó khô ráo, rồi mình sẽ cắt nó ra. Mình sẽ cắt nó ra tùy theo cái kích thước, cái hình dạng gì đó mình muốn và mình để sẵn trong tủ lạnh. Thì khi mình cần ăn tới đâu, mình sẽ lấy ra mình nấu tới đó. Thì nếu như mình nấu tất cả những cái thứ rau củ đó thì nó không mất quá 15 phút để mình có thể xong được 1-2 món. Thành ra chúng ta chỉ mất cái thời gian là chuẩn bị. Thành ra nếu mà mình muốn làm cho tiện thì mình sẽ chuẩn bị rửa ráy cắt gọt hết cùng một lúc. Và khi mình làm tới đâu thì mình ăn tới đó, thì như vậy mình được vừa đỡ mất cái năng lượng hao tốn mà mình lại có được cái thực phẩm rất là tươi, rất là đầy đủ cái dinh dưỡng. Cái thứ ba nữa trong cái ứng dụng này là chúng ta phải tránh tối đa cái việc sử dụng các cái thiết bị điện tử.
chúng ta phải tránh tối đa cái việc sử dụng các cái thiết bị điện tử mà cái thời điểm cực kỳ nguy hiểm là lúc chúng ta đang ăn cơm buổi trưa, lúc chúng ta đang ăn cơm trưa và lúc chúng ta chuẩn bị thức ăn. Đó là hai cái thời điểm mà chúng ta cần nên tránh tuyệt đối hay là tránh tối đa. Tại vì nếu khi mà mình nuôi dưỡng mình mà mình đưa vào những cái năng lượng sống như vậy thì tất cả những cái chất dinh dưỡng của mình nó sẽ bị phá hủy hết. Rồi khi mà mình đưa vào, tức là mình cần phải có cái sự tiếp nhận của cái hệ thần kinh của mình qua các cái xúc giác, vị giác, vân vân, thì tất cả những cái làn sóng điện từ trường này nó sẽ quấy nhiễu, thành ra chúng ta sẽ không tiếp nhận được nó một cách trung thực. Chúng ta sẽ không tiếp nhận được một cách trung thực. Đây là ngay cả khi mình ăn trong chánh niệm nó cũng không tiếp nhận được, tại vì hai cái làn sóng nó bị nhiễu. Huống chi nữa là mình ăn không trong chánh niệm thì nó lại càng không tiếp nhận được cái thông tin một cách chính xác, rõ ràng, và do đó nó sẽ không tiết ra được các cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa, thì như vậy thức ăn của mình nó sẽ không được chuyển hóa, nó sẽ không được hấp thụ. Đó, thành ra hai cái thời điểm mà tối quan trọng mà mình nên tránh là cái lúc mà mình ăn và cái lúc mình chuẩn bị thức ăn. Và trong ba bữa ăn thì cái buổi trưa là cái buổi quan trọng nhất, và cái đó là cái chúng ta cũng đang bị mất, chúng ta đang làm sai, thành ra chúng ta bị bệnh cũng khá nhiều. Thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ nói trong những ngày tới là cái thời điểm chúng ta ăn, chúng ta sinh hoạt như thế nào để cho chúng ta nuôi dưỡng được cái thân và cái tâm của mình, làm cho phát triển cái tuệ giác, phát triển tâm linh, hay nói đúng hơn đơn giản là mình có cái khả năng làm chủ. Ngoài ra trong những cái thời kỳ khác cũng vậy, tức là chúng ta hạn chế, khi nào cần thiết thì mình sử dụng và nếu không cần thiết thì chúng ta không sử dụng các cái thiết bị điện tử này. Và một cái điểm liên quan trên cái vấn đề sử dụng các cái thiết bị này nữa, tức là cái vấn đề cho con em của mình với cái iPhone, iPad và đặc biệt là mấy đứa nhỏ, nó rất là nguy hiểm. Thì cái này chúng ta sẽ đi sâu hơn sau này trên cái ứng dụng, làm sao để giáo dục con em và làm sao để tận dụng cái mặt tích cực của nó chứ đừng để cái mặt tiêu cực của nó tác động. Và ngày nay thì chúng ta thấy cái tình trạng này nó càng gia tăng. Mình tưởng là mình được yên ổn, mình được tiện nghi, mình để làm việc, nhưng mà mình không ngờ là mình đã đầu độc con em chúng ta và gây bệnh cho nó từ lúc nó còn rất nhỏ, để đến rồi khi mà mình phát hiện ra thì nó too late. Cái điểm thứ ba nữa là ở đây thì chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta thực tập, cái việc ăn cơm trong chánh niệm, mà chúng ta làm những cái thủ tục trước khi ăn, thì quý vị thấy cái đơn giản là đây là một cái ví dụ rất là đơn giản, tức là chúng ta đưa hai cái chất liệu căn bản trong đời sống của mình, tức là cơm và nước, chưa nói đến những cái thức ăn nào cao siêu hay là dinh dưỡng hơn. Đây là hai cái thức ăn căn bản nhất trong đời sống của mình. Mà quý vị thấy hai cái phản ứng của nó là gì? Thứ nhất là có chánh niệm tỉnh giác hay không, tức là có sự chú tâm hay không. Và cái thứ hai là cái tâm hành của mình, lúc đó là tâm hành tích cực hay là tiêu cực. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta không có cái sự tỉnh giác, khi chúng ta không có cái sự chú tâm, thì như vậy nó sẽ đem lại cái hậu quả rất là tệ hại, chưa nói ở đâu xa, ngay trên tự thân mình. Thành ra chúng ta phải tập tiêu thụ trong sự tỉnh giác, và đặc biệt là những cái chúng ta đưa vào bên trong người mình. Rồi thì đó là cái thứ nhất, tại sao mà chúng ta cần phải thực tập cái ăn cơm, tức là cái ăn cơm nói riêng và ăn uống nói chung, đó là lúc chúng ta đưa cái năng lượng, đưa cái chất liệu vào để nuôi dưỡng, để giúp cho sự tồn tại và phát triển của mình. Thành ra nếu như mình đưa nó vào
mà mình đưa những cái năng lượng bất lành để nó tạo ra những cái tổn hại như vậy, tức là vô tình mình nuôi dưỡng mình toàn là những cái tổn hại không thôi, chứ không có cái gì lợi lạc cả. Rồi nếu như mình nhìn sâu hơn một lần nữa thì mình đã mượn cái năng lượng của vũ trụ, nhưng mà mình lại không biến nó lại thành ra cái năng lượng tích cực, phải không? Mà mình lại biến nó thành ra cái tiêu cực, thành ra vô tình mình lại bị mắc nợ nữa. Giống như mình bỏ tiền ra, khi mình bỏ tiền ra mình làm cái gì, chẳng hạn như mình bỏ tiền ra để mình mua thức ăn, là mình đã tốn tiền rồi, thì cái thức ăn đó nó phải đem lại cái lợi lạc cho mình. Còn mình bỏ tiền ra mình mua rượu mình uống, phải không? Mình bỏ tiền ra mình mua thuốc mình hút, tức là đã tốn tiền rồi mà nó còn làm tổn hại mình, thì như vậy là mình sẽ bị mắc nợ nhiều hơn. Thì tương tự ở đây, cái thức ăn thức uống bình thường của mình cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có sự chú tâm, cần phải có sự tỉnh giác. Và cái điểm thứ hai ở đây là cái tâm hành của mình, tiêu cực hay tích cực. Nếu như mình có cái tâm hành tích cực thì nó sẽ rộng mở, nó sẽ thăng hoa, nó sẽ thơm tho đẹp đẽ. Nếu như mình có cái tâm hành tiêu cực thì ngay lập tức nó sẽ ngược lại. Thì ở đây để chúng ta thấy rằng tại sao mà mình làm cái thủ tục có cái sự tỉnh giác rồi mà mình phải gửi những cái năng lực tích cực. Đầu tiên là mình phải niệm Phật, thì chúng ta nhớ tới cái tầng thứ ba, cũng ở cái tầng thứ ba như mình vừa nói, nhưng mà đây là nhờ cái năng lực cộng đồng, phải không? Tức là khi mình niệm danh hiệu của chư Phật là những vị đã có cái lòng từ bi, cái trí tuệ rất là lớn vì sự lợi lạc của chúng sanh mà thị hiện. Thành ra tất cả những cái công hạnh của các ngài từ vô lượng kiếp và vô lượng chúng sanh đã có cái tác ý, hay là đã có cái năng lượng như vậy, thành ra chúng ta có được một cái năng lượng cộng đồng rất là lớn để hỗ trợ cho sự chuyển hóa hết tất cả những cái chất độc trong thức ăn thức uống của mình, cũng như đó là một cái cách để nạp năng lượng. Thì khi mà chúng ta niệm Phật trước khi ăn, đó là chúng ta lấy cái năng lượng lớn. Kế đó là chúng ta sử dụng cái năng quán. Khi mà mình đọc lên là năng quán, tức là mình sử dụng gì? Chúng ta sử dụng ở cái tầng thứ ba, thấy không? Tức là chúng ta sử dụng ở tầng tâm thức thứ ba của nó, tức là cái tâm lý tính. Thì tất cả những cái thức ăn thức uống của mình nó đều có chứa nước rất là nhiều trong đó, cũng như trong cơ thể mình. Thành ra khi mà mình đọc lời năng quán và mình có cái sự trân quý cảm niệm, mình có cái sự trân trọng, thành ra mình sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng bất an trong bản thân của nó. Tại vì mình không phải là cái người duy nhất làm chủ nó từ đầu đến cuối. Cái người trồng tỉa nó, cái người thu hoạch nó, cái người buôn bán, cái người vận chuyển, tất cả những cái khâu đó mình không có làm chủ được, phải không? Thành ra bây giờ mình là cái người cuối cùng, là người tiêu thụ. Mình phải dùng những cái năng lượng đó để mình chuyển hóa nó lại được phần nào đỡ phần đó. Thành ra cái thực hiện năng quán nó sẽ giúp chúng ta chuyển hóa được những cái đó. Rồi tại sao mà quý vị thấy trong tất cả những cái nơi quý vị đi tu học, quý vị làm cái gì cũng vậy, hay là khi mà quý vị đi ra ngoài làm công tác từ thiện xã hội, thì mình thường hồi hướng sau khi mình làm xong việc, phải không? Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy chúng ta làm ngược lại. Cái gì cũng làm sao hết, nhưng mà có cái ăn là phải làm trước, phải không? Có cái ăn là phải làm trước, còn những cái khác mình làm sao được. Còn nếu như mình không hiểu cái này, mình thực tập hoài trong đời sống của mình, mà thậm chí có khi mình cũng chả làm nữa, nhưng mà khi mình làm không đúng thì hiệu quả nó không có. Thì lấy ví dụ như trước khi mình chưa có học cái này, mình chưa có biết được cái công năng của nó, mình chưa có thấy được cái sự lợi lạc của nó. Nhưng mà sau khi mình học rồi, mình thấy trời sao nó tuyệt vời quá, nó hay quá, phải không? Thì mình mong rằng mình hồi hướng cái công đức này, mình mong rằng tất cả mọi người đều được học, được hiểu, được ứng dụng. Thì như vậy mình đem cái lợi lạc mà mình vừa hấp thụ được, mình hoan hỷ, mình hồi hướng hết cho mọi người.
Hay là chẳng hạn như sau một cái thời gian tu học, sau một cái thời tụng kinh, thì mình có được cái công đức rồi, thì mình đem mình hồi hướng cho mọi người. Sau khi mình làm một cái việc thiện, mình làm gì rồi, mình đem mình hồi hướng, mình hoan hỷ, mình chia sẻ cho mọi người. Thì những cái đó mình có thể làm sao được, nhưng mà tại sao cái bữa ăn thì mình lại không làm sao? Bữa ăn mình không làm sao là tại vì quý vị thấy rằng mình ít khi nào mình giữ được cái tâm hành tích cực lâu dài ha, và ít khi nào mình chia sẻ được những cái tâm hành tích cực cho mọi người ha. Thì đó là lấy cái ví dụ, hay là đó là cái lý do tại sao mà ông bà mình nói là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Tức là mình có cái niềm vui, mình ít khi mình chia sẻ. Cái gì mà mình chia sẻ được mình chia sẻ, còn có những cái mình không chịu chia sẻ, mà đa số là mình muốn thụ riêng cho mình. Thành ra chúng ta thấy khi những cái gì mà sở hữu riêng cho mình thì mình có khuynh hướng là thụ nó lại, mình không có muốn san sẻ là cho người khác. Và đặc biệt cái nhu cầu tối thiết yếu trong đời sống của mình là cái ăn. Cái ăn là cái tối cần thiết, thành ra có khi mình lại giữ nó kỹ hơn. Tới cái thứ hai là cái mặc. Thì cái mặc ở đây là mình nói tới áo quần, trang sức, giày dép, mũ nón, vân vân. Chứ mình chưa nói tới cái thứ ba là cái ở, cái nhà. Thì như vậy, đối với cái nhu cầu cái nhà thì mình có khi là mình còn cho người này tới ở, mình cho người khác tới ở, cũng khó khăn rồi, phải không? Nhưng mà khi mình tới cái nhu cầu thứ hai thiết yếu là cái nhu cầu mặc trang sức của mình, thì khi mà quý vị muốn để dành tiền mua một chiếc nhẫn hay là một cái sâu chuỗi hay là một cái vòng đeo tay, mình phải để dành vài ba tuần cho đến vài ba tháng. Trong cái thời gian mà mình ngắm nghía được nó, thì mình khoe hết người này, mình khoe người khác, mình dẫn ra mình khoe người ta, tao chuẩn bị tao mua cái đó đó, thấy không? Thì trong lúc đó cái tâm hành của mình luôn luôn là tích cực, sung mãn. Cho tới cái giờ phút khi mà mình để dành được tiền, mình ra mình cầm nó trong tay, đó là lúc mà mình ở cái trạng thái hưng phấn hoan hỷ nhất. Nhưng mà tới cái giờ phút đó, nếu mà cái người bạn mình khoe mấy hôm nay, nói là cho tao mượn tao đeo một ngày trước, không bao giờ, thấy không? Không bao giờ. Thì như vậy mình thấy khi mình chưa sở hữu được thì tâm hành mình, năng lượng mình rất là hoan hỷ, sung mãn, thì mình chia sẻ cho người ta, nhưng mà thực sự đó nó không có thật. Còn khi mình được sở hữu thực tế cho người mình rồi thì mình lại không chia sẻ cho ai cả. Nhưng mà khổ thay, chính vì mình không chia sẻ ra cho mọi người, thành ra khi mình đem nó về mình lại không trân quý nó được bao lâu hết. Mình sử dụng vài lần là mình thảy nó qua một bên, thấy không? Thành ra mình không có lưu trữ cái năng lượng an lành tích cực cho mình được lâu dài, mà mình cũng chẳng có ban rải nó ra chia sẻ cho người khác. Thì đó là cái nhu cầu thiết yếu thứ hai. Huống chi cái nhu cầu thiết yếu thứ nhất thì nó lại càng quan trọng hơn. Thành ra mình thấy rằng khi mà mình đói bụng thì mình nhìn thấy thức ăn, mình sẽ rất là chú tâm chỉ nhắm tới nó thôi, phải không? Không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Và khi mà mình chưa ăn được thì mình nghĩ nó tích cực, mình ngửi mùi, nghe nó thơm thơm, nhìn thấy nó đẹp đẹp. Thành ra tất cả những cái thời gian trước khi mình ăn thì cái năng lượng nó luôn luôn là tích cực. Cho đến lúc mình ăn xong no bụng rồi thì con mắt nó hít, cái đầu nó mờ và nó kiếm chỗ nó đi nằm. Thành ra sau khi mình thỏa mãn xong rồi là nó biến xuống, rớt xuống dốc liền ngay lập tức, nó hết phần cái sung mãn, hết phần cái tích cực rồi. Thì đó là cái tác hại thứ nhất. Cái tác hại thứ hai á, là khi mà mình còn đói, mình ngửi mùi thức ăn hay mình nhìn thức ăn á, thì mình dùng cái tưởng của mình nhiều hơn. Thành ra mình nghĩ là nó ngon lắm, nó thơm lắm, nó chất lượng lắm. Thành ra lúc đó mình còn chuyên chú ở đó, mình chỉ làm sao chờ đến lúc mà được ăn thôi. Đó. Nhưng mà khi mình vừa bỏ vào miệng rồi thì cái tâm hành của mình ngay lập tức nó sẽ đem nó so sánh với những cái ký ức của mình. Ngon quá, dở quá, mặn quá, lạt quá, chua quá, cay quá, vân vân.
Chưa kể nữa nó dính tới một cái nữa, ngon quá thì lát ra kiếm miếng để dành đem về cho người này cho người kia. Dở quá thì cái người nào mà nấu sao mà dở quá, tức là nó dẫn mình đi một loạt hết ta bà thế giới. Thành ra trong lúc mình ăn một lát là mình toàn là cái tạp niệm. Do vậy mà sau khi ăn xong thì mình chả còn được cái năng lượng gì tích cực cả. Đó, thành ra chỉ có cái ăn, cho dù quý vị chỉ hồi hướng một cách rất là đơn giản nhưng mà rất là chân thành, thì như vậy mình được lợi và người được lợi. Thành ra chúng ta phải cố gắng tập, cho dù quý vị ngồi ở nhà cũng vậy, trong công sở cũng vậy, quý vị thấy mình đang rất thiếu cái chuyện đó. Mình rất là thiếu cái sự quan tâm, hay là mình rất là thiếu cái sự trân quý với cái thực phẩm là cái chất liệu căn bản nhất để giúp mình tồn tại và phát triển. Trong khi quý vị thấy những cái tôn giáo khác thì người ta làm một cách rất là công khai, ở nhà, ở nhà thờ, ở ngoài trường học, ở trong khách sạn hay là ở trong nhà hàng, chỗ nào ta cũng làm. Còn mình thì ngay cả ở chùa mà nếu không vào khóa tu mình cũng chẳng làm, mà nếu vào khóa tu học mà mình phải bắt buộc ngồi trên bàn thì mình làm, mình ngồi sau mình cũng quên mất tiêu hay là không muốn làm, thấy không? Thì như vậy thực sự cái đó là cho lợi cho mình thôi chứ không lợi cho ai cả. Thành ra chúng ta phải tập cái đó, bất cứ lúc nào chúng ta đưa cái thức ăn thức uống vào trong con người của mình thì mình nên thực tập cái đó. Tại vì cái đó một lần nữa, tức là nó không có nuôi dưỡng ai xa lạ hết, tức là nó nuôi dưỡng mình trước hết. Và khi mà nó tạo nên được cái năng lực như vậy thì chúng ta nhớ là nếu mình có cái sự trân quý, có sự trân trọng như vậy là mình tạo nên một cái lực hút, nó sẽ kéo đến với mình. Thì như vậy mình sẽ có cơ hội được tiếp cận, được gặp gỡ thường xuyên đời này qua kiếp khác. Còn nếu như mà mình phớt lờ nó, như chúng ta vừa thấy nha, chúng ta vừa thấy mà nếu như mình phớt lờ nó thì giống như cái tình trạng này. Và cái xa hơn, vi tế hơn là gì? Tức là khi chúng ta không có trân quý nó, chúng ta phớt lờ nó, tức là coi thường nó, tức là mình tạo một cái lực đẩy, mình đẩy nó ra nha. Mình tạo một cái lực đẩy, mình đẩy nó ra, thì cứ thế mình thực tập hàng ngày thì cuối cùng cái lực đó sẽ cộng hưởng mạnh và mình đã tự đẩy cái thực phẩm ra khỏi mình, chứ không phải là nó muốn đi ra khỏi mình. Tại vì nguyên tắc căn bản là nó luôn luôn muốn đi vào mình theo cái lực hấp dẫn, nhưng mà chính mình đã tạo ra một cái lực đẩy nó ra, thành đến khi mà nó còn hưởng mạnh thì cho dù mình có tiền mình cũng không mua được thức ăn đó. Thành ra chúng ta cố gắng thực tập cái điều đó trong cái đời sống hàng ngày của mình Rồi cái thứ đến là chúng ta thấy sau khi mà chúng ta có được cái đời sống bình thường như vậy rồi, chúng ta đi vào trong cái cuộc sống giải trí của mình cũng vậy, cũng ở cái tầng thứ ba. Ở cái tầng thứ ba thì trong cái tầng tâm thức của chúng ta, trong cái tầng thứ ba về tâm lý, nếu như chúng ta không dành những cái thời gian để tĩnh tâm thì cái đó là cái phương pháp giải trí tối ưu nhất. Đó là cái cách giải trí tối ưu nhất mà ít tốn kém nhất. Thành ra chúng ta phải tập dành những cái thời gian cho mình. Dĩ nhiên nếu mình có thời gian và mình làm đều đặn sáng tối thì rất là tốt. Còn nếu như mình không có thì mình phải cố gắng tận dụng thật ra 5-7 phút. Có khi một ngày mình sẽ kiếm được một vài chục lần. Mình đi qua đi lại, mình ngồi xuống mình tắm dốc 15-20 phút nửa tiếng là chuyện bình thường. Thành ra mình để cái thời gian đó mình ngồi, mình thư giãn, mình tĩnh tâm, nhíp tâm mình lại, thì đó là cái cách để mà mình giải trí, cái cách để mà mình de-stress, cái cách để mà mình recharge nhanh nhất, đơn giản nhất mà không tốn kém gì cả. Còn cái phần cuối cùng là cái phần tâm linh, thì cái phần cuối cùng là cái phần tâm linh thì tùy quý vị. Muốn đến chùa cũng tốt. Quý vị không đến chùa mà quý vị thực tập đều đặn như trong đời sống hàng ngày thì như vậy đó là cuộc sống tâm linh chân chính nhất. Còn nếu như mình đến chùa mà mình chỉ nghĩ là mình trả bài cho ông Phật một ngày hai thời lên tụng kinh, phải không? Y như là mình trả bài cho ông là mình xong nhiệm vụ, thì như vậy vô ích quý vị.
Mình nghĩ là một ngày mình phải lần 5-7 sâu chuỗi, mình niệm 5-7 tràng hạt niệm Phật. Tức là mình làm xong rồi, và coi như mình làm xong thủ tục bổn phận với ông Phật rồi. Mình không có chịu chuyển hóa tất cả những cái tập khí của mình vô ích, quý vị coi chừng nó càng tăng trưởng hơn. Tại vì mình nghĩ là có ông Phật ông bảo kê rồi, mình đã làm xong nhiệm vụ của ổng rồi ha? Thì vô ích, những cái hình tướng đó nó vô ích. Thành làm sao mình phải nhìn được cái đó, mình đi vào trong cái thực tập của mình. Những cái tham luyến của mình, những cái sân si của mình, những cái mà tập khí của mình, mình có thấy và mình có sửa được hay không? Rồi trong cái cách cư xử, trong cái cách ứng dụng đời sống hàng ngày, mình có thay đổi được không? Những cái đơn giản như chúng tôi nói quý vị ngày hôm qua thực tập đó, tức là mình về mình thử xem là những cái thứ mà xưa nay mình cứ quen, mình đi mua một cách vô tội vạ, mình bỏ tiền ra mình mua, mình thấy thích là mình mua, hay mình nghe ta dụ là mình mua. Thế bây giờ mình thử xem mình có chuyển hóa được những cái đó chưa? Đó là tu đó, đó là tỉnh giác, đó là chuyển hóa hả? Chứ không có đòi hỏi gì cao xa cả. Hay là chẳng hạn như ở nhà mình bề bộn quá, có khi mình có cái món đó rồi mà mình không tìm được nó, là mình lại tiếp tục đi mua ha? Thì như vậy mình phải tập xả bỏ ra. Thì những cái mình thực tập bình thường trong đời sống hàng ngày đó, làm sao mình tỉnh giác từ vấn đề mua sắm đến vấn đề sử dụng, cho tới vấn đề ăn mặc, vấn đề tiện nghi cũng vậy. Khi mình cần làm cái gì, mình hỏi chúng ta mình có thực sự là cần nó hay không. Nếu không có nó, mình có chết hay không, hay là mình có bị tổn hại hay không, vân vân. Thì như vậy, nếu mình thực hiện được như vậy thì lúc đó mình mới có cơ hội để nhận diện và chuyển hóa nó. Chứ còn nếu như mình cứ nghĩ rằng mỗi một ngày mình phải làm bao nhiêu cái thời công phu mình niệm Phật, những cái hình tướng đó nó tốt, nhưng mà nếu như mình không nhận diện được nó thì coi chừng nó sẽ che lấp, và mình luôn luôn có cái để bào chữa, đó là mình đã làm thủ tục xong với ông Phật rồi thì có ông bảo kê rồi ha. Thành ra mình không sợ, nhưng mà không có cái chuyện đó đâu quý vị ha. Thành ra chúng ta phải tập trở lại, và quý vị thấy cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng nếu như khi mà chúng ta đi vào đời sống tâm linh của mình, nó tốt đó, nhưng mà nó cũng có cái nguyên tắc hai mặt của nó. Nếu như mình cực đoan quá, mình cố chấp quá, thì nó cũng sẽ làm cho mình bị trì trệ, bị giới hạn. Và chúng ta nên nhớ rằng cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp luôn luôn áp dụng khi tâm thức của mình còn rơi vào lưỡng nguyên, còn rơi vào nhị nguyên, thì nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp nó sẽ ứng dụng liền ngay lập tức. Và cái tầng càng vi tế bao nhiêu thì cái năng lượng của nó càng mạnh bấy nhiêu. Thì nếu như nó đi vào con đường tích cực thì nó sẽ dẫn mình vào cái tích cực. Nếu như nó đi vào cái con đường tiêu cực, tức là cố chấp dính mắc, thì lúc đó mình lại càng bị trì trệ, mình lại càng bị trầm luân nhiều hơn. Chứ đừng nghĩ rằng mình đi vào tôn giáo là mình sẽ được thăng hoa ha. Đừng nghĩ cái đó. Quý vị thấy rằng tôn giáo chẳng hạn như ngày xưa, cái thời kỳ đế quốc và La Mã thập tự giá giết biết bao nhiêu chúng sanh ha. Ngày nay cái niềm tin cực đoan của Hồi giáo giết biết bao nhiêu người, làm tổn hại biết bao nhiêu chúng sanh. Và đó là lý do tại sao mà người ta mới tách khỏi cái pháp quyền với chính quyền đối với Công giáo nguyên thủy ngày xưa. Còn đối với ngày nay thì quý vị thấy bên Tây Tạng thì ngài Dalai Lama cũng đã ý thức được cái điều này, và ngài đã tuyên bố là ngài sẽ không tái sanh lại để cùng làm hai cái lại một, tức là pháp sẽ riêng và chính quyền sẽ riêng, chứ không có nhập hai cái đó lại với nhau, nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm đó. Thật ra chúng ta thấy khi chúng ta đi vào cái con đường tâm linh thì chúng ta phải đi vào cái con đường tâm linh chân chánh. Chứ mình ngày nay thì mình đang bị cái con đường tu tập nó sai lầm rất là nhiều. Những cái mà mình có thể chuyển hóa được cho tự thân mình thì mình lại không thích làm, mình chỉ thích được cầu sinh, hay là được ban bố, hay là mình thích những cái hảo huyền trong tương lai thôi, mà ngay trong hiện tại mình không chịu làm.
thì vô tình mình sẽ đi ngược lại với cái tông chỉ của Phật giáo. Mình sẽ đi ngược lại với cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta trong cái tự thân Ngài đã hiển minh, tự thân Ngài đã phải thực nghiệm cho chúng ta thấy bằng cái đời sống, bằng cái sự thể hiện của Ngài rất là rõ. Đó. Thì trong những cái bài, trong những ngày tới khi chúng ta nói về cái sự vay và trả của năng lượng vũ trụ thì chúng ta sẽ nhắc tới cái sự thể hiện của Ngài ở thế gian này qua những cái công hạnh và qua những cái lời giáo huấn của Ngài. Rồi, thì đó là một vài điểm chúng ta tổng kết lại trên cái ứng dụng của cái chất liệu căn bản mà chúng ta đang tạm mượn để có được cái thân con người của mình. Đó là cái thân tứ đài với cái chất liệu, chất lỏng là đại đa số trong con người của mình. Cái phần kế tiếp đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái, chúng ta sẽ thực tập tối hôm nay nha. Thì tối hôm nay mình sẽ đi vào cái việc thực tập là mình tẩy rửa gan và mật. Và cái nguyên tắc mình sử dụng các cái chất liệu của mấy ngày hôm nay bây giờ nó sẽ bắt đầu đi vào cái chiều sâu hơn. Thành ra chúng ta cẩn thận, như chúng ta đã nhắc đại chúng trước khi chúng ta vô cái phần pháp thoại chiều nay, tất cả những vị nào mà ngày hôm qua và ngày hôm nay đã đi ra ngoài trên 3 lần rồi thì chúng ta tạm ngưng cái nước đỏ, phải không? Và ngày mai thì chúng ta sẽ không dùng nó nữa, tức là không để chai ra, không để chai ra. Nếu như mà mình đi ngày hôm qua nhiều nhưng mà ngày hôm nay mình đi ít thì ngày mai mình có quyền được lấy khoảng nửa chai thôi, nhưng mà nhớ để cái chai mình riêng ra mà ngày mai cầm tới ban hậu cần báo cho ban hậu cần biết thì mình lấy nửa chai thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người nào chưa đi được ngày nay hai lần, hay là mới được một lần hay chưa được lần nào, thì chúng ta phải uống thêm cái muối sổ và uống thêm cái nước đỏ, thêm luôn cả apple cider vinegar. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba thì nếu những người nào mà tới 6 giờ chiều tới 6 giờ chiều mà mình đi được trên 3 lần rồi thì phải báo cho ban hậu cần biết để mình sẽ giảm hay là mình sẽ không uống cái muối sổ ở cái giờ 6 giờ đến 8 giờ nữa. Quý vị lưu ý cái này, thì chúng ta không muốn quý vị đi quá nhiều. Trên 3 lần thì sẽ báo cho ban hậu cần biết. Thì tối nay thì mình sẽ sử dụng mấy chất liệu. Thứ nhất là muối đắng, thứ hai là muối mặn, thứ ba là chất dầu và thứ tư là chất chua. Thì như vậy tối nay thì chúng ta sẽ sử dụng 4 cái đó và một cái phần phụ thêm, tức là cái chất nồng cay. Đó, tức là cái chất nồng, chất cay. Thì như chúng ta có sử dụng vị mặn nè, vị đắng nè, vị chua nè, vị cay tối hôm nay. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái chất liệu rất là đặc biệt mà đúng ra là những ngày đầu chúng ta không sử dụng, tức là cái chất béo. Như chúng ta nói ngày đầu tiên, ba cái bột, đạm và béo là tối kỵ trong những ngày đầu. Hôm nay là cuối ngày thứ ba rồi thì chúng ta mới sử dụng, với điều kiện là nó đã sổ ra, nó đã tống ra 3 ngày liên tục rồi. Thì như vậy tại sao là chúng ta lại sử dụng những cái chất liệu đó và nó sẽ có cái sự khác biệt gì? Trước hết là cái vị đắng, như chúng tôi nói với quý vị á, những ngày đầu chúng ta sử dụng nó là để nó kéo nước xuống đường ruột, để nó kéo nước xuống đường ruột và nó sẽ tống hết những cái cặn bã độc tố ra ngoài. Thì đó là cái nhiệm vụ đầu tiên, hay là cái mục tiêu đầu tiên mà chúng ta muốn làm. Thì cái nhiệm vụ thứ hai của cái vị đắng là để nó rút hết tất cả những cái âm khí, cái khí độc ở trong xương khớp chúng ta ra ngoài. Thì đó là cái nhiệm vụ nó làm trong những ngày đầu tiên. Nhưng mà ngày nay thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái công dụng sâu hơn của nó, tức là cái vị đắng nó sẽ làm giãn nở, thư giãn cái thần kinh mạch máu, các cái đường ống. Tại vì khi nó làm giãn nở ra
khi nó làm thư giãn thần kinh, tức là tất cả hệ thống đường ống đã được thư giãn. Tại vì tất cả những hệ thống đường ống mình đều bị cái hệ thần kinh nó chi phối. Khi nó căng thẳng thì nó sẽ constrict lại, tức là nó sẽ thu nhỏ lại. Khi mà nó được thư giãn thì nó sẽ mở rộng ra. Thành ra cái vị đắng ngày nay nó sẽ bắt đầu đi sâu vào trong cái công dụng đó. Và sau khi nó làm được cái công dụng trên cái chất mềm thì nó sẽ bắt đầu đi vào cái chất cứng. Tức là tất cả những cái sỏi, cái sạn, cái vôi hóa sẽ được nó làm mềm đi. Thì đó là cái công dụng của chất đắng là chúng ta sẽ sử dụng tối nay. Nếu như mà mình chưa đi được cho nó thông thì nó sẽ chạy theo cái con đường đó. Tức là nó sẽ chạy theo cái chức năng đầu tiên của nó, là cái nhiệm vụ đầu tiên của nó. Và nếu như mà chúng ta đã làm xong cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó sẽ nhảy tới cái nhiệm vụ thứ hai chuyên sâu hơn. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy nếu mà chúng ta chưa có thông được thì nó sẽ làm giảm cái tác dụng là như vậy. Rồi cái vị thứ hai là vị mạnh thì chúng ta sử dụng khá ít tối nay nha. Chúng ta sử dụng ít thôi chứ chúng ta không có sử dụng nhiều. Với cái nhiệm vụ của nó cũng vậy, tức là những ngày đầu tiên cái vị mạnh đó thì để nó rút hết cái nước xuống dưới cùng ở dưới cái trực tràng của mình, để nó rút nước và nó tống ra ngoài. Cái thứ hai là nó sẽ giúp để rút hết những cái khí âm, khí độc trong xương khớp, trong cơ bắp mình ra. Thứ ba, nó sẽ add thêm mấy cái mineral, tức là những cái chất muối khoáng tự nhiên vào cơ thể của mình. Thứ tư, và ngày nay mình, tức là mình sử dụng từ ngày đầu đến ngày hôm nay, tức là nó có cái ái lực nó đi vào thận để nó làm cho quá trình lọc đào thải nó sẽ nhanh hơn. Thì ngày hôm nay mình sử dụng cái vị mạnh đó cũng với cái công năng thứ nhất là để cho nó dễ nha, nó dễ đi vào. Khi chúng ta uống nó dễ đi vào. Và cái thứ hai, ngày mai khi chúng ta sổ ra thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Thì thành ra chúng ta chỉ sử dụng ít cái vị mạnh thì chúng ta không sử dụng nhiều. Cái vị thứ ba là vị chua. Thì vị chua thì chúng ta sử dụng những ngày trước đó, là chúng ta sử dụng cái vị chua để nó tẩy rửa chất dịch nhầy. Rồi chúng ta sử dụng cái vị chua để nó đi về gan mật, nhưng mà nó không chưa thông được sâu. Và sau đó là chúng ta sử dụng cái vị chua để nó đi vào trong hồng, trong mạch máu của mình, để nó làm cho cái kiềm hóa và miễn dịch của mình được gia tăng. Nhưng mà ngày tối hôm nay thì mình không sử dụng cái vị chua của giấm táo hay là cái vị chua của chanh, mà mình sẽ sử dụng cái vị chua của nước bưởi. Nước bưởi, tại vì cái nước bưởi thì nó chua trung tính, nó không chua như giấm, như chanh, mà nó cũng không chua ngọt như táo, thành ra nó ở cái độ chua trung tính. Và mình muốn sử dụng cái vị chua trung tính này, thứ nhất, vị chua thì luôn luôn có ái lực đi về gan mật. Là nó luôn luôn có cái xu hướng, cái ái lực để đi về phía gan mật. Và ngày hôm nay là mình, tối hôm nay là mình sẽ chủ yếu là mình lọc tẩy cái phần trong này. Cái thứ hai là nó trung tính, bởi vì nó chúng ta đang muốn đi vào cái phần này là cái phần trung vị nha. Và cái thứ ba, cái ưu việt của nước bưởi so với tất cả những cái vị chua khác là nó có cái khả năng thẩm thấu khá sâu vào bên trong những cái tế bào gan đặc biệt. Tức là chúng ta có rất nhiều loại cái tế bào gan. Có những tế bào gan nó chuyên để hỗ trợ cho vấn đề tiêu hóa và bài tiết. Có những tế bào gan nó chuyên để giúp cho cái hệ tuần hoàn, tức là nó sản xuất ra những cái chất chống đông hay là những cái yếu tố ở trong hệ tuần hoàn. Và nó cũng có những tế bào gan đặc biệt chuyên xử lý những cái hóa chất độc. Những cái hóa chất độc.
Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình sử dụng những cái thuốc tây là những cái hóa chất tổng hợp, những cái chất độc thôi, và cái thuốc càng đặc trị bao nhiêu, cái thuốc càng đặc trị bao nhiêu, càng nguy hiểm và càng độc bấy nhiêu. Thành ra quý vị thấy khi quý vị sử dụng những cái thuốc ghép gan, ghép thận, rồi khi mình sử dụng những cái thuốc kháng sinh, khi quý vị sử dụng những cái thuốc cao huyết áp, thuốc mỡ trong máu và những cái thuốc mà đặc trị, thì thông thường là mình không được uống nước bưởi, tại vì nó sẽ can thiệp vào quá trình chuyển hóa. Thì như vậy những cái tế bào gan đặc biệt là những tế bào gan phải xử lý và chuyển hóa những cái hóa chất độc đó, thì không nhiều thì ít, nó sẽ còn lưu lại những cái cặn bã ở trong cái phòng làm việc của nó, trong nhà máy của nó, tức là những cái tế bào gan đó. Thì những tế bào đó thường là nó nằm rải rác nhưng mà rất là sâu bên trong đó. Do vậy càng sử dụng những cái thức ăn, thức uống chế biến nhiều bao nhiêu, càng sử dụng thuốc tây nhiều bao nhiêu, môi trường càng ô nhiễm nhiều bao nhiêu, thì những cái tế bào gan đó nó sẽ bị flop, thành ra từ từ nó cứng, nó chai, chứ không có gì cả. Chưa kể là cái nguyên lý của lực hấp dẫn sẽ chiêu cảm những cái năng lực, những cái từ trường, những cái con vi sinh hay những cái tiêu cực đã đến nhiều hơn, thì càng làm cho nó bị bế tắc nhiều hơn. Thành ra cái nước bưởi thì nó lại có cái ưu việt trong cái giai đoạn này nha. Tức là vì mình không sử dụng thuốc chi cả, thì ra mình sẽ đưa nó đi vào trong sâu để nó bắt đầu nó chùi rửa, nó kéo hết tất cả những cái cặn bã, những cái chất độc mà nằm trong những cái tế bào gan nó ra cho mình. Thì đó là cái lý do tại sao chúng ta sử dụng cái chất bưởi. Nhưng mà nếu sử dụng cái nước bưởi không thôi như vậy, mà mình không có một cái chất để mà kích thích nó, thì như vậy nó cũng sẽ không có hiệu quả. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải dùng hai chất, là cái chất muối đắng và chúng ta dùng cái chất dầu. Thì cái muối đắng như nãy mình nói là nó vừa làm cái nhiệm vụ thư giãn thần kinh mạch máu, là các cái hệ thống đường ống, để rồi nó đi vào nó làm mềm các cái sỏi, cái sạn. Nhưng mà vì vị đắng nó lại có cái ái lực theo nguyên tắc đồng ứng để nó đi về cái mật của mình nữa ha. Tại vì mật là nơi nó sản xuất, nơi nó chứa những cái dịch rất là đắng, đắng nhất trong cơ thể mình. Thì cái nước bưởi nó cũng được sử dụng như vậy, và cái dầu nó cũng được sử dụng như vậy. Và cái nhiệm vụ mà chúng ta đã làm trong vòng 3 ngày nay, tức là chúng ta không đưa cái gì đặc vào, chúng ta không đưa một cái chất gì có chất bột, chất đạm, chất béo vào, là để chúng ta tạo cho một cái sự chênh lệch và áp lực giữa hai bên, bên trái và bên phải, với cái mục đích là tối nay mình sẽ đưa nó vào một cái đoàn quân, là để nó dụ cái anh chàng này ra. Cái thứ hai nữa là mình không đưa vào mà mình lại càng sổ nó ra, tống nó ra cái phần dưới rất là nhiều đó. Thì như vậy mình tạo một cái sự chênh lệch giữa ở bên trên và bên dưới, thì cái này cũng có mục đích rõ ràng. Còn nếu như chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà người ta giới thiệu trên internet theo cái kiểu của người Mỹ, tức là instant, tức là làm ngay lập tức trong ngày, thì chúng ta sẽ không ứng dụng được những cái nguyên lý này, thì như cái hiệu quả sẽ giảm rất là nhiều. Và chúng ta nhớ là khi mà mình sử dụng tối nay là 6 giờ và 8 giờ mình sẽ uống cái muối đắng với nước bưởi. Mình sẽ uống muối đắng với nước bưởi, thì trở lại là cái mục đích của nó là để nó làm thư giãn cái hệ thống đường ống, thần kinh, và làm mềm hết tất cả những cái sỏi, cái sạn. Rồi nó lại có cái vị của nước bưởi, để nó có vị chua và nó đi về gan mật. Thì tại sao mình lại quan trọng cái gan mật như chúng tôi đã nói ngày đầu rồi? Tức là nó là cái cơ quan chịu trách nhiệm rất là nhiều việc của nhiều hệ thống khác nhau, chứ nó không phải riêng cái hệ tiêu hóa. Nếu như nó chỉ có trách nhiệm riêng cái hệ tiêu hóa không thôi, nếu như nó chỉ có trách nhiệm cho hệ tiêu hóa, thì giả sử nó bị tổn thương thì một cái hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng thôi, phải không? Đằng này nó kiêm nhiệm quá nhiều, nó kiêm nhiệm quá nhiều, kể cả hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch, vân vân.
Thành ra một cái sự tổn hại của nó thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều hệ thống khác nhau. Thành ra mình bảo vệ nó thì mình sẽ bảo vệ được nhiều hệ thống khác. Cái điểm thứ hai nữa là trong nó, anh em cột chèo với nó, hay là cái người làm việc, cái người phối hợp nhịp nhàng với nó, nhất là tạng là phụ, tức là cái mật, gan và mật, thì nó có một cái vai trò rất là quan trọng mà y học hiện đại vẫn chưa có phát hiện được. Tức là nó có khả năng tiết ra cái vị đắng, là cái chất rất là quan trọng trong lục vị của mình. Thì chúng ta thấy rằng cái vị đắng thì thông thường đời sống tiện nghi ngày nay thì mình có cái xu hướng là mình rất là ngại sử dụng cái vị đắng, tức là bên ngoài mình đã không đưa vào, bên trong thì mình lại không chế xuất ra được. Là tại vì sao? Chế độ của mình sinh hoạt càng ngày càng tiêu thụ quá nhiều, mà lại quá nhiều về đêm, thành ra nó làm block mất cái túi mật rồi, nó không tiết ra được, nó không vận hành được. Mà cái túi mật này nó cực kỳ quan trọng, thành ra ông bà mình mới nói là thuốc đắng thì đã tật. Thuốc đắng đã tật là tại sao? Là tại vì trở lại một lần nữa là vị đắng này thì nó đi thẳng vào thần kinh và tim mạch, tức là hai hệ thống quan trọng chủ yếu nhất trong cơ thể của mình. Thật ra chúng ta thấy khi mà mình thiếu cái vị đắng này, khi mình thiếu cái vị đắng này thì cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ không được chuẩn, hệ tuần hoàn của mình nó không được. Và cái quan trọng nhất nữa là hệ thần kinh, tức là bộ chỉ huy tối cao của mình mà bị rối loạn rồi, thì như vậy tất cả những cái hệ thống khác dưới trướng của nó sẽ bị ảnh hưởng liền. Thành ra nếu như nó đã bị tắc nghẽn, nó không sản xuất ra được đủ là mình đã đủ nguy hiểm rồi. Huống chi mà bây giờ y học hiện đại thấy nó tắc một cái là cắt bỏ nó, thì như vậy chúng ta lại mất luôn cái cơ quan đó, thì như vậy chúng ta sẽ bị tổn hại rất nhiều. Và cái chức năng của nó thì rất nhiều, quý vị. Quý vị thấy trong cái chức năng của nó thì chúng ta thấy một lần nữa là chẳng hạn như ngày xưa khi mà phụ nữ mà có thai là rất sợ những cái hóa chất độc để ảnh hưởng đến mẹ và con, nhất là thai nhi. Thành ra thông thường là chỉ cho uống nước tiểu, phải không? Thì đó là cái cách để lấy mật. Hay đối với những người bình thường mà khi mà đi bệnh nan y không trị được nữa, thì ngày xưa ông bà mình thường sử dụng mật gấu hay mật khỉ. Sử dụng mật gấu hay mật khỉ. Còn nếu mình nói trong đời sống hàng ngày nữa, thì mình thường nghe, người ta nói là những người tai to mặt lớn, những người can đảm, tức là những người có cái thể lực mạnh mẽ, có cái ý chí kiên cường, có cái nghị lực, đó, có cái nghị lực, thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho mình cả phần thân vật lý này, người vạm vỡ, tay to mặt lớn mà, rồi người phải vạm vỡ là thân hình thể chất rất là mạnh, rồi khi mà có được cái đó thì cái sinh lý mình sẽ mạnh mẽ, và có được cái nghị lực, cái ý chí thì những cái tâm lý mình sẽ rất là mạnh mẽ. Thì thật ra những người can đảm, những người tay to mặt lớn đó là gì? Tại vì đông y người ta gọi gan là can, mật là đởm, thành ra nó là can đởm, nhưng mà mình nói trải nó ra thành ra can đảm. Thành ra chính hai cái này, như chúng ta thấy gan của mình nó chịu trách nhiệm cả tiêu hóa, cả bài tiết, cả tuần hoàn, cả miễn dịch. Thành ra nó cover hết tất cả những cái chức năng quan trọng, từ vấn đề nuôi dưỡng đi vào, đến vấn đề thải đi ra, từ vấn đề bảo vệ cho đến cái vấn đề nuôi dưỡng. Thành ra một mình nó mà nó nắm hết. Rồi cái mật của mình lại đi vào thần kinh và tim mạch, là hai cái hệ thống quan trọng cực kỳ để điều hành hết tất cả mọi cái chức năng trong đời sống của mình. Đó, thành ra nó dính từ hết các cái thân lại với nhau. Do vậy mà để bảo vệ cái hệ thống này thì chúng ta phải làm cái việc thanh lọc, để từ đó nó chuyển hóa lại hết tất cả những cái bệnh lý của mình. Thì sau khi mà mình uống 6 giờ đến 8 giờ xong,
mình đã làm cho hết các cái hệ thống đường ống này nó được nở rộng ra, làm cho các cái sỏi này được mềm đi rồi, thì đến 10 giờ tối mình sẽ uống cái hỗn hợp là 4 ao dầu và 4 ao nước bưởi. Dĩ nhiên mình sẽ thêm tí xíu chanh, tí xíu muối nữa, vân vân. Thì tại sao là mình phải sử dụng dầu nhiều như vậy và sử dụng nước bưởi nhiều như vậy? Thì hồi nãy chúng tôi nói quý vị rồi, trong vòng 3 ngày nay mình đã không đưa một cái thứ gì vào trong bao tử, thì như vậy nó đã trống là thứ nhất rồi nha. Cái thứ hai là mình chả đưa cái gì vào, chất bột, chất đạm, chất béo. Thì như vậy toàn bộ cái hệ thống bên này nó được nghỉ ngơi, nó được nghỉ ngơi, nó được thư giãn và nó được đói nha. Nó được đói. Thì như vậy đùng một cái là nó đang được nghỉ ngơi, nó đang đẩy ra hết như vậy. Bây giờ cái sự chênh lệch của hai bên nó có, nó chạy từ bên trong này ra bên ngoài nha. Thì như vậy, và nó không phải làm việc gì hết. Bây giờ đùng một cái mình thảy nó vô một cái lượng thức ăn rất là lớn, mà không phải là nhiều thứ, chỉ có một thứ duy nhất thôi. Còn bình thường nếu mình đưa vào là có chất đạm, chất bột, chất béo, chất xơ, vân vân, thành ra nó phải phân tán lực lượng của nó ra để nó rải ra hết, nó đều làm việc hết. Nhưng mà hôm nay mình đưa vào một cái khối lượng rất nhiều mà chỉ có một thứ duy nhất, thành ra nó sẽ tập trung toàn bộ lực lượng của nó để đối phó với một thứ mà thôi. Thì mấy hôm nay nó đã được nghỉ ngơi và nó đẩy ra rồi. Thì bây giờ khi nó vừa thấy như vậy thì nó sẽ hút vào, phải không? Tại vì bị đói mấy ngày rồi, bị nhịn mấy ngày rồi, thành ra nó sẽ hút vào. Nhưng mà nó hút vào chưa đủ mạnh, thành ra mình mới thêm cái nước bưởi. Thì nước bưởi là chất chua, nó có ái lực để về gan mật. Nước bưởi này nó có khả năng đi sâu vào tế bào gan. Nước bưởi là chất chua, nó lại có khả năng nắm tay cái chất béo. Chứ còn chất mặn hay là chất ngọt thì nó lại không có khả năng kết hợp với chất béo. Thành ra chúng ta thấy trong cái đồ hình mà cái quá trình hấp thụ và chuyển hóa của thức ăn, thì chúng ta thấy cái chất béo luôn luôn nằm gần, cái chất béo nó luôn luôn nó nằm gần cái chất chua. Thì như vậy nó mới dễ phối hợp, dễ hấp thụ, dễ chuyển hóa. Rồi, thành ra chúng ta thấy khi mà mình sử dụng một cái lượng hỗn hợp rất là lớn cái chất béo và chất bưởi như vậy, thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ bị hút vào bên trong. Nó sẽ bị hút vào bên trong cái phía gan mật. Thì sau 3 ngày nó bị đói, bị trống, bây giờ nó hút vào như vậy. Thì khi mà nó đi vào như vậy thì trong này gan và mật sẽ thấy một cái đoàn quân từ bên ngoài xâm lăng vào mình. Thì ngay lập tức nó sẽ phản ứng trở lại. Và để xử lý cái chất béo thì túi mật phải tiết ra cái axit mật rất là nhiều. Gan phải tiết ra những cái dịch của gan để xử lý chất béo rất là nhiều. Và như vậy thì chúng ta thấy trong này nó phải tống ra một cái đoàn quân khác để đối phó với cái đoàn từ bên ngoài đi vào. Thành ra bên ngoài này nó có một cái luồng dịch nha. Bên ngoài này nó có một cái luồng dịch là chất bưởi và chất dầu nó được đi vô. Bên trong này thì dịch của gan và dịch của mật nó tống ra. Thành ra nó sẽ tạo nên một cái luồng xoáy nha. Nó sẽ tạo nên một cái lực xoáy giống như mình thấy hai dòng nước chạy ngược chiều nhau. Thì nó sẽ tạo nên một cái luồng xoáy. Và chính cái lực của cái luồng xoáy đó, nó mới có đủ sức để nó tiếp tục, nó phá vỡ những cái sỏi, cái sạn dính ở trong gan, trong mật ra. Chứ còn cái muối đắng lúc đầu nó chỉ làm mềm thôi, chứ nó chưa đủ sức để phá vỡ. Nhưng mà chính cái lực xoáy đó mới tạo được cái lực mạnh để nó phá vỡ hết. Thì như vậy quý vị thấy, trở lại là mình ứng dụng cho cái nguyên lý năng lượng này, mình thấy gì? Sử dụng cái chất cứng là muối đắng chưa đủ, sử dụng cái chất lỏng chưa đủ,
mà mình phải dùng cái sức, cái lực của vòng xoáy là cái chất khí thì nó mới đủ sức phá cái này ra. Thành ra khi mà chúng ta đưa cái hỗn hợp vào như vậy thì trong này nó đáp ứng ra thì nó tạo nên một cái con lốc xoáy, thì nó mới đủ sức để phá vỡ hết tất cả những cái sỏi, cái sạn này, hay là nó bóc ra khỏi những cái niêm mạc, những cái thành ống mà nó dính. Cái điểm thứ hai nữa là chính nhờ cái dòng xoáy này thì chất dầu mình đem ở ngoài vào, chất dầu ở trong nó sản xuất ra, nó mới bao bọc hết tất cả những cái viên sỏi lại. Thành ra khi nó được tống ra, những cái đường ống này nó trơn, nó không bị mắc, nó không bị dính. Thành ra có những hòn sỏi rất to quý vị, nhưng mà nó tống ra dễ dàng là tại vì nó trơn ha. Và vì cái sức mạnh của cái dòng xoáy này nó rất là mạnh, thành ra nó sẽ tống ra được dễ dàng đó. Thành ra chúng ta thấy chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó như vậy thì chúng ta làm nó mới có hiệu quả. Thì khi mà 10 giờ chúng ta uống cái hỗn hợp đó, thì tại sao mà mình phải uống lúc 10 giờ mà mình không uống sớm hơn hay trễ hơn? Thì trở lại một lần nữa là mình đã hiểu cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp, phải không? 10 giờ là ở đây, 11 giờ cho tới 1 giờ là làm việc của mạch, 1 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng là giờ làm việc của gan. Thành ra mỗi anh chàng bác sĩ này chỉ mở cửa làm việc có 2 tiếng thôi ha, chỉ là thành phần chỉ mở cửa 2 tiếng thôi. Thì như vậy nếu như mà mình đã tạo 3 ngày nay cái sự chênh lệch về áp suất của hai bên, phải không? Mấy hôm nay mình cho nó nhìn, thành ra bên này nó trống, bên này nó đặc, cái bên này nó nhẹ, bên này nó nặng, thành ra nó sẽ chạy ra trong mấy ngày này, nó sẽ chạy ra trong mấy ngày này. Mà nếu như mà bây giờ mà mình lại đưa vào không đúng giờ nó mở cửa để nó chạy vào, thì nó sẽ làm đâu? Một là nó chạy lên, hai là nó chạy xuống, phải không? Đó, nó chỉ có hai đường thôi. 11 giờ nó mới mở cửa, thì như vậy nó có được một tiếng đồng hồ để nó di chuyển từ bên này qua bên này. Mà nếu như bây giờ mình sử dụng sớm quá trong ngày thì bên này đóng cửa, mà cái lực mà mình tạo mấy bữa nay là vẫn kéo từ trong này kéo ra, quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà mình đưa cái hỗn hợp đó vào thì nó, một là nó chạy ngược trở lại, hai là nó chạy xuống dưới. Dĩ nhiên chạy ngược trở lại thì nó khó hơn, tại vì đi lên bao giờ cũng khó hơn đi xuống. Rồi cái thứ hai nữa là mình không những là mình đã nhịn không đưa vào, mà mình còn cố gắng tháo nó ra, tức là mình làm trống dưới này, tức là mình tạo cái áp lực chênh lệch, ở trên thì cao, ở dưới thì thấp. Thành ra nó vô đây cái nó bị dưới này dù cái mấy hôm nay trống quá không có gì hết, nó dù nó chạy xuống đây, thành ra không có tác dụng gì cả. Dĩ nhiên nó có cái tác dụng là trên nguyên tắc đồng ứng, là khi mình đưa cái chất chua vào thì nó sẽ tiếp tục nó tẩy rửa những cái chất nhầy, khi mình đưa chất béo vào thì nó sẽ bắt đầu nó thu hút hết tất cả những cái chất béo xấu dọc theo đường ống này nó kéo ra. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích chính mình muốn làm. Thành ra nếu mình uống sớm quá nó sẽ không có cái tác dụng tẩy rửa gan mạch. Còn nếu như mình uống trễ quá thì sao? Giờ làm việc có 2 giờ thôi, tới trễ bao nhiêu thì giờ làm việc còn ít bấy nhiêu thì công việc nó sẽ không có hiệu quả, phải không? Thành ra mình phải uống đúng giờ, chỉ xê xích được chừng 15 phút thôi đó. Thành ra chúng ta phải trở lại một lần nữa là khi mình hiểu cái nguyên lý nó thì mình làm nó mới có hiệu quả. Còn nếu như mà mình uống sớm quá không được, uống trễ quá cũng xong, người ta hỏi mình tại sao uống mà phải uống cái ức một cái mà không uống lát nhát cũng vậy. Tức là mình muốn dồn hết vào một cái để cho nó thấy là tự nhiên đang nghỉ ngơi 3 ngày nay thoải mái, bây giờ tự nhiên gặp một cái toán quân vô, phải không? Thì nó phải đối phó thì ngay lập tức, chứ còn mình đưa nó từ từ nhỏ giọt vô, như mình uống từng ngụm, như mấy bữa nay mình uống cái kia là hoàn toàn nó không có cái tác dụng, nó không đánh thức được cái anh chàng này dậy, cũng như nó không phản ứng mạnh và phản ứng nhanh. Rồi thì sau khi mà mình uống cái dầu xong rồi á, thì ban hậu cần cũng chuẩn bị cho quý vị mấy lát gừng để làm gì? Để mình
uống xong rồi thì mình sẽ nhai cái gừng đó, là tại vì gừng nó có cái vị nồng ấm, vị cay, thấy không? Thì như vậy nó sẽ làm tan hết những cái chất dầu trong miệng mình và dọc theo cái hệ thống đường ống này để nó chảy xuống dưới. Tại vì mình cũng có thể uống nước nóng được, nhưng mà khi mình uống nước nóng thì nó chảy vào đây, nó sẽ nằm ở dưới và cái dầu nó sẽ chảy lên trên. Như vậy mình sẽ có cái áp lực, mình dễ có cái cảm giác buồn nôn. Thành ra mình sử dụng cái gừng. Cái thứ hai nữa là gừng nó có tác dụng thư giãn. Gừng nó có tác dụng thư giãn, an thần. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng gừng như vậy, nó sẽ làm cho tất cả các hệ thần kinh và các hệ thống đường ống này nó được thư giãn hơn, thì quá trình vận chuyển của nó sẽ nhanh hơn, dễ hơn. Và đặc biệt là tối nay nó sẽ làm việc, tối nay nó sẽ làm việc khá nhiều, tại vì nó phải đục đẽo. Thành ra nó sẽ làm cho một số người bị nhạy quá, mất ngủ. Thành ra sử dụng cái đó để nó làm an thần. Cái thứ ba nữa là khi mình uống cái hỗn hợp đó vào thì một lát nước nó sẽ lắng xuống dưới, dầu nó sẽ nổi lên trên và nó sẽ làm cho mình có cảm giác bị buồn nôn. Thì cái gừng đó nó cũng sẽ làm cho mình có cái tác dụng là chống buồn nôn. Thành ra sau khi uống xong thì chúng ta nhai vài ba lát gừng. Sau khi nhai gừng xong xuôi rồi thì mình phải xoa cái bụng của mình. Xoa cái bụng của mình từ trên xuống dưới, từ bên gan qua bên bao tử, tức là từ bên phải qua bên trái. Từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Nhưng mà nhớ là chỉ tới gan cái vùng chánh thủy thôi, tức là phần trung vị thôi, chứ đừng có đi xuống dưới lỗ rốn và hạ vị, là coi như vậy là coi chừng là nó sẽ phản tác dụng. Tại vì mình chỉ muốn nó đi từ cái phần trên bao tử xuống dưới phần đáy của bao tử, và mình muốn nó đi từ phía bao tử qua gan mật. Còn nếu như mình xoa tước lốt xuống đây thì coi chừng nó sẽ chạy xuống đây, trong khi dưới này nó đã trống rồi. Rồi thì sau khi mình xoa cái vòng bụng giữa khoảng chừng 5-7 phút như vậy thì mình tiếp tục mình nằm xuống và mình đạp xe đạp trên không. Tức là mình dùng cái đùi của mình để mình ép vào cái phần bụng dưới của mình, để cho nó làm gì? Nó đẩy áp lực lên. Tại vì mình đã tạo một cái áp lực trên lệch dưới này nó trống rồi, phải không? Thì nếu như không khéo thì cái này nó sẽ bị chạy xuống dưới này. Thành ra mình đạp xe đạp với cái đùi mình ép vào phần bụng dưới, chẳng qua là mình tạo cái áp lực để đẩy cái khí nó lên, để nó giữ cái hỗn hợp nó nằm ở cái khoảng này. Thì sau khi mà mình đạp xe đạp khoảng chừng 5-10 phút rồi, mình lại đi ngủ, nằm nghiêng về bên hông phải. Thì tất cả những cái việc mình làm, từ vấn đề xoa bụng, đạp xe đạp cho tới nằm nghiêng về hông phải, đưa cái đùi phải lên, chỉ với một cái mục tiêu duy nhất là dồn cái hỗn hợp đó về phía gan mật, để cho nó đi vào hết đúng giờ và nó làm việc được tối đa. Thì khi nó làm việc, nó đục, nó đẻo, nó đẩy ra, thì sáng ra, khi mà nó đẩy ra thì nó chỉ đẩy ra được ở khoảng này thôi quý vị. Nó không đẩy ra hơn được, là tại vì nó nặng, nó nhiều thì nó sẽ đẩy ra, nó nằm ở khoảng này thôi. Sáng ra mình ngồi dậy thì ngay lập tức nguyên cái đường ruột dưới này nó đã trống rồi, nó tạo cái lực hút chân không rồi, thì nó sẽ kéo cái này xuống một cách là dễ dàng. Còn nếu như mình chưa có sổ sạch thì trong này nó còn kẹt lại thì nó sẽ không có cái ứng dụng đó. Cũng như nếu như mình sử dụng cái phương pháp instant liền, nó phân mình còn dày đặc trong này, thì nếu giả sử nó có ra được cái nào thì nó cũng sẽ dính bám vào phân hay là vào các cái dịch nhầy trong đường ruột của mình. Thành ra chúng ta đã chuẩn bị cho nó mấy ngày, nó sổ, nó trống sạch sẽ rồi, thì khi mà mình vừa tống ra sáng sớm vậy thì nó sẽ kéo xuống dễ dàng hơn. Nếu ai mà đi không được buổi sáng, cần thêm một cái sự trợ lực, thì mình uống thêm một cái liều của nước bưởi. Chúng ta uống thêm một cái liều của nước bưởi và thuốc sổ buổi sáng nữa để cho nó tống ra. Thì khi mà mình làm được như vậy rồi thì quý vị sẽ thấy toàn bộ cái người của mình nó nhẹ. Chỉ có điều là một số ít người có cái phản ứng như chúng ta nói quý vị, tức là nếu như mình uống cái dầu vào mà không khéo xoa bụng thì nó sẽ đưa cái dầu lên trên mặt và nó làm cái pressure, làm cho mình có cái cảm giác buồn nôn. Thì nếu như mình có cái triệu chứng đó
thì dễ dàng là chúng ta ngồi dậy, chúng ta nhai tiếp một lát gừng nữa, xoa bụng và há miệng ra thở nha. Tức là chúng ta há miệng ra, chúng ta thở, rồi chúng ta ngậm miệng lại, chúng ta nén cái hơi xuống thì nó sẽ đẩy xuống. Chứ mình đừng có thở bằng mũi. Thở bằng mũi thì phải chừng nó sẽ bị cái áp lực và nó bật lên cái miệng à. Thì đó là cái cách làm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đừng có uống nước nhiều quá nha. Nếu mình uống nước thì mình ngậm từng ngụm mình nước nóng để cho nó tan hết tất cả những cái dầu nó còn bám dọc theo cái đường ống của mình và nó chảy xuống dưới cho dễ dàng hơn. Chứ đừng có uống nhiều quá. Nước thì ấm thì nóng và ngậm từng ngụm từ từ. Rồi cái thứ hai nữa là có một số người thì nó sẽ làm cho hơi khó ngủ, thì mình cứ nằm theo dõi hơi thở thư giãn nó ra thôi, đừng có lo lắng gì cả nha. Đó thì đó là những điểm mà quý vị cần lưu ý tối hôm nay. Và sáng mai khi mình đi ra thì nếu mà quý vị muốn để mà thấy hết những cái sản phẩm của mình cho nó dễ thì mình nên đi trong một cái thau hay là trong cái bồn nha. Còn nếu mình đi trong toilet đó, thì nếu mình đi trong toilet thì những cái nó nặng nó sẽ rớt xuống dưới nha. Những cái nặng nó sẽ rớt xuống dưới chứ nó không có nổi ở trên. Lúc xoa thì mình đứng dạ. À, sau khi xoa xong rồi mình mới nằm xuống. Thưa đứng một chỗ hay là đứng đi tới đi lui? Đứng một chỗ, đứng đi tới đi lui gì cũng được ở trên, hay là thậm chí ngồi cũng được, chứ không có chi cả ha. Miễn là mình xoa trong cái vùng ngang, cái vùng bụng trên của mình, đừng có xoa xuống phần bụng dưới. Rồi khi mà quý vị đi ra trong toilet đó, ha, thì quý vị sẽ thấy nó hơi nổi những cái lình bình như vậy. Nhưng mà những cái nào nó lớn quá, nó nặng quá thì nó sẽ chìm xuống dưới. Những cái trên này thì nó chỉ bằng khoảng hạt đậu xanh hay là đậu đen thôi. Chứ còn những cái lớn hơn thì nó sẽ chìm xuống dưới, nó không đủ sức. Thành ra nếu mà chúng ta đi trong cái thau á thì chúng ta sẽ thấy được nó dễ dàng hơn. Và chúng ta có thể dùng cái lược, cái vợt chúng ta vớt nó ra để chúng ta xịt nước nó lên là nước nóng. Thì những cái chất dầu ở bên ngoài nó sẽ tan đi nha. Thì nó còn lại là những cái sỏi, cái sạn nha. Nó sẽ là những cái sỏi, cái sạn. Thì cái sỏi, cái sạn thì nó có rất là nhiều loại nha. Từ những cái mà chúng ta thấy nó rất là to, nó xanh như màu ngọc bích nha. Đó, nó xanh như màu ngọc bích, nó to như vậy đó, cho đến những cái nó nhỏ hơn là màu vàng đất, màu đất sét, màu đất đỏ, ha, màu nâu, cho tới y như là đá cùi, đá xanh, ha. Rồi có khi nó như là cái đất đỏ vàng gian, và có khi nó y như những cái này là cái cứng nhất, lâu nhất và quý nhất, ha. Nó có từng cái vân nữa quý vị, ha. Thì cái nào càng nằm lâu trong cái túi mật của mình bao nhiêu thì cái đó nó càng màu xanh đậm bấy nhiêu. Và nó có cái bề mặt của nó rất là nhẵn, rất là bóng nha. Còn những cái mà nó nằm ở trên mặt thì nó thô hơn, nó nhám hơn và cái màu nó đậm hơn đó. Có những cái nó gọi là sạn bùn nha. Có những cái nó bị gọi là sạn bùn. Thì những cái này á, nó giống như đất sét. Hay là có khi mình có khi mình bóp cái tay của mình thì mình sẽ thấy nó hơi nhám nhám ở trong. Ở ngoài thì nó, ở ngoài nó mềm mềm giống như cái bớt bờ gâm vậy đó. Nó mềm mềm và trong thì nó nhám nhám như cát. Có khi nó dẻo dẻo như đất sét. Và có khi mình thấy nó cứng. Nếu nó cứng là nó là những cái sỏi đá này. Đó. Thì lúc đó là mình có thể xả nước nóng hay là mình chùi rửa thì mình sẽ thấy nó. Có những cái loại nó mềm, nó mềm từ đầu đến cuối luôn, tức là nó dẻo, nó cứng như là cao su hay là như nhựa gì đó, tức là đó gọi là cái sạn, cái sỏi do cholesterol tạo ra.
Có cái thì lúc đầu nó mềm, sau đó nó cứng. Thì trong đó nó có những cái calcium và những cái chất muối khoáng khác, giống như cái trứng gà, có biết thấy không? Khi nó mới đẻ ra nó mềm èo à, nhưng mà nó để càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ càng cứng cái vỏ lại bấy nhiêu. Đó. Và cái thứ ba nữa là có những cái sỏi nó cực kỳ cứng từ đầu đến cuối, chỉ có cái lớp dầu nó bao bên ngoài. Thì những cái này á, nhất là những cái sỏi mà to thì quý vị phải đi trong thau mới lấy được, còn đi trong toilet thì cái lớp dầu nó không đủ sức để làm nổi những cái cục đá này, tại vì nó rất là nặng và nó rất là cứng. À. Thì hôm rồi là chúng ta làm liên tục các cái khóa ở Việt Nam á, thì ở Việt Nam mình hầu như là 10 người thì hết 5-7 người ra to như vậy á. À, ra to như vậy chứ không phải ra nhỏ đâu. Đó. Thì có cái bà bác đó khoảng 60 tuổi, mấy đứa con làm bác sĩ thì cứ đau hoài, và nói không tin, mà lại lạ một cái là nó to như vậy nhưng mà đi siêu âm lại không thấy. Thành ra đến khi sổ ra được một cái là người nó nhẹ bâng. Thì bà nghe cái bon là thấy là bà lượm lên được mấy viên, dĩ nhiên những cái viên nhỏ nhỏ thì bà bỏ. Thành ra bà không biết chụp hình ra ở trên, thành bà lấy lượm lại, nó rửa, nó chờ mấy đứa con về cho nó coi, tại vì nói lâu nay không tin. Còn cái trường hợp này là quý vị thấy cũng một em trai ở bên Copeland, bên Đức, ra hơn 150 viên, viên gan siêu vi C, coi như gần đi rồi đó, mà cuối cùng sổ xong một cái thì một năm sau là hoàn toàn thay đổi thành một con người mới. Và bắt đầu từ ngày mai trở đi á, quý vị soi gương thì quý vị sẽ thấy cái da mặt của mình nó sáng ra, ha, nó hồng hào lên, nó sáng sủa ra. Và mình thấy người mình nó sẽ bắt đầu nó nhẹ dần, là vì vậy, tại vì khi mà cái gan của mình nó thông thì toàn bộ cơ thể mình nó thông, ha, toàn bộ cơ thể mình nó thông. Đó, thì ngày mai chúng tôi sẽ nói sâu hơn một tí xíu đối với những người bị ung thư gan hay là những người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ, vân vân, thì chúng ta phải làm thêm cái tiến trình này và những cái thủ tục khác sau này để nó giải thông hết tất cả. Con đi xin bác sĩ đi làm x-ray, chụp ra nói là con normal, không có gì nữa. Mà con cứ hàng đêm, mỗi lần con nằm qua bên phía, con đau lắm, con phải cố gắng con tìm cách để con nằm. Nhưng mà sau khi lần này làm thanh lọc này rồi, từ đó tới nay cái triệu chứng này, cái cơn đau đó ở bên đây của con không còn nữa. Trước đây con rất sợ, con tưởng là con bị bú, con gan ra, con nói bác sĩ gia đình cho con đi chụp x-ray hoặc là chụp MRI. Thì bác sĩ cũng vừa ý cho đi chụp x-ray, thì kết quả ở khoa thành Hoa Lê về nói là con đau một. Nhưng mà hàng ngày con thấy vẫn chịu cơn cơn đau đó, nhưng mà sau khi thanh lọc với thầy tháng trước thì từ đó bây giờ con không còn bị cái đó hàng ngày nữa. Đó thì báo cho đại chúng biết để chúng ta chuẩn bị. Thì tối nay chúng tôi sẽ nhắc lại một cách ngắn gọn là chúng ta cần phải làm gì ha, chúng ta cần phải làm gì tối nay đó. Nhưng mà đây là giải thích cho quý vị rõ ràng tường tận hết, để khi mình làm mình có cái niềm tin và mình đã biết nó rất là rõ. Cũng như lỡ mà quý vị về mà muốn hướng dẫn cho những người nào làm đó, thì mình cũng phải hướng dẫn cho nó chu đáo, để người ta thấy được cái tính khoa học cụ thể của nó. Mà cái nguyên tắc này thì nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà thậm chí có rất nhiều bác sĩ y khoa người ta lại không hiểu được, không ai tin được hết trơn quý vị. Tức là ở bên kia thì khi chúng tôi làm như vậy thì trong cái đội ngũ đó, thì chúng tôi nói với chẳng hạn như mấy chị trong ban hậu cần ở đây, tức là có chị Thị Dương là chỉ về chỉ làm, chỉ dĩ nhiên chỉ làm trong lab thôi, chứ chị không phải là trực tiếp là cái ngành trong healthcare. Nhưng mà tất cả bạn bè là toàn là bác sĩ, dược sĩ không à. Bây giờ là viện trưởng viện tim mạch, tức là trưởng khoa dược, trưởng khoa nha, toàn là giáo sư không à. Nhưng mà mấy cái anh chàng mà ngoan cố thì về thấy mấy bà để nói, làm sao mà mấy bà móc cái này ra được, tại vì dân y khoa á, ha, dân y khoa thì chỉ cần nhìn qua cái này biết chắc chắn là nó nằm ở đâu ra để tức khắc. Nhất là khi mình ra được những cái cục này á, thì chỉ có duy nhất trong túi mật phải mổ xong và phải đem ra rửa nó, rồi phải lấy nó, cũng trần ai lắm chứ không phải đơn giản. Thì nó hỏi là ở đâu mà mấy bà lấy ra được cái này, tuy nhiên là ma thuật, nhưng mà thật sự nó không ai tin. Nhưng mà khi cho mấy ổng làm á thì giải thích ra cũng chưa tin, tại vì cái cơ chế nó quá đơn giản, nhưng mà tại vì người ta không có hiểu được cái nguyên lý của đông y. Đó. Sáu thứ bảy và chủ nhật tuần trước khi đi tu học với hòa thượng Phước Tịnh.
mà tình hai. Cái tình cờ con gặp anh đó là anh thiếu tá Đại, anh tên là Đại. Anh là thiếu tá quân khi ở quân chủng tiểu lục viên. Khi con chạy lại trường học, con đã thành lập với thầy và con được ra những tin đó, và tất cả các đại chúng này cũng bị. Anh nói cái điều đó không thể tin được. Anh nói tại vì khi mà những cái sản thật này nó ra, nó sẽ làm cho mình bị đau đớn chứ không có dễ dàng như vậy. Chị nói cách gì nói tôi không thể nào tôi tin, không bao giờ có chuyện đó. Tại anh là cổ học về y mà trước đây cái thầy trước Nam Mỹ Quang sĩ giải phẫu ở bên Mỹ luôn anh này. Thì, không tin, con nói cái máy cũng không chịu tin. Thì đó là nói đại chúng á. Tức là tại vì cái môi trường, tại vì người ta nhầm lẫn, tức là chẳng hạn như với sạn thận hay là sạn bàng quang thì chắc chắn mình không làm được lớn như vậy. Cái kích thước mà sạn thận với sạn bàng quang mà chúng tôi đã tẩy bằng cái dây hổ qua đó, nó ra khoảng chừng 5 ly thôi là coi như nó chảy máu rồi. 5 ly là nó đã làm cho chảy máu, đường tiểu đau buốt rồi. Đó, và có trường hợp nó ra nửa chừng nó xuống ngang cái niệu đạo, nó bị chặn lại, là tại vì nó nằm trong môi trường nước. Còn ở đây á, là mình nằm trong môi trường dầu, thành chính nhờ cái lớp dầu đó nó bôi, nó bọc xung quanh, thành nó rất là trơn. Nó rất là trơn. Cái thứ hai nữa là mình đã dùng cái muối đắng để mình làm giãn nở rồi. Cái thứ ba nữa là đó lý do tại sao nó là làm cái phương pháp instant trong một ngày nó không có hiệu quả, là tại vì ở đây mình nhờ được cái lực hút chân không của cả cái đường ruột mình, nó trống, nó dài mười mấy thước và cái đường kính nó gấp mấy chục lần cái đường ống mạch này. Thành ra nếu mình đã chuẩn bị 3 ngày nó trống rồi thì khi nó vừa ra tới đây là nó bị hút xuống liền ngay lập tức. Nó hút xuống liền, chỉ cần cái đường ống nhỏ thôi. Là quý vị thấy chẳng hạn như khi mình để cái đường ống vào là nó trống, là tự nhiên nước hay là không khí nó sẽ hút vào liền tức khắc. Huống chi đây là cả một cái đường ống rất là dài, thì nó mình đã tạo cái áp lực 3 ngày rồi. Thành ra chúng ta thấy nãy là cái nguyên tắc hai mặt, nếu như mình không đạp sẽ đạp ra, nếu như mình không nằm nghiêng để mình ép nó lên thì nó chạy vào đâu nó sẽ chạy tút lút xuống đây liền tức khắc. Thành ra mình phải đạp sẽ đạp để mình tạo cái áp lực dội ngược trở lại đó, để mình gìn giữ, để mình tống nó vào đây trước. Sau khi nó vào đây, nó đẩy hết những cái này ra rồi thì sáng hôm sau mình mới ngồi xuống là như vậy. Thì cái ưu điểm của này là tại vì nó nằm trong môi trường dầu, và mình dùng dầu để mình kích thích nó, mình dùng dầu để mình bao bọc nó. Và cái axit mật này nó cũng là một cái môi trường dầu, gọi là axit mật, nhưng thực sự nó là một cái môi trường dầu. Thành ra mình dùng dầu để kích thích dầu, mình dùng dầu để mình bao bọc nó, thành ra nó đẩy ra mới được. Chứ còn nếu nó nằm trong môi trường nước thì thực sự không cách nào mà lấy ra được cái viên sỏi mà trên 5 ly một, hay là 1 phân cả. Ví dụ cái túi mật như vậy mà mình ép nó muốn cái hai bên như vậy thì nó, nếu mà cái xả nó nhiều nữa rồi thì mình ép nhiều quá nó bể cái con ra được là sao vậy? Làm sao mà bể được, tức là mình đã mở cái đường ống này ra, mình đâu có chèn ép nó chỗ nào đâu. Mình dùng cái lực xoáy, phải không? Mình dùng cả thể dịch, mình dùng thể dịch và thể khí, chứ mình hoàn toàn không có dùng cái gì thể cứng hết. Và nhờ cái lực xoáy này á, nó mới bắt đầu nó phá, và nó phá tới đâu thì nó cuốn ra tới đó. Chứ nếu mà dùng một chiều á, thì nó vào, nó phá ra nhưng nó stuck trong đó. Còn chính nhờ cái lực xoáy này nó mới phá ra tới đâu, nó đẩy ra tới đó. Nó phá ra được cái nào thì nó sẽ được bao bọc ở cái đó. Đó, thì nó mới tống ra nó dễ dàng. Thôi bây giờ mình nghỉ ở đây, để mình còn cái thời gian rất ngắn đi ra ngoài tí xíu.